Ok, hello và hi 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 hi. Xin chào mừng tất cả các bạn đã trở lại với channel của mình là Khô Michael. Thì ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục với một cái thí nghiệm mới, độc và bá lạ. Quên lộn mình lộn và bá đạo không phải bá lạ. Lộn. Cho mình xin lỗi các bạn ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ chơi một cái thí nghiệm rất là bá đạo. Bá đạo y hệt cái tên của các bạn là mình đang viết cái kìa. Thì ok, thì có một bạn đã yêu cầu mình viết cái tên, đó chính là NG Messi. Messi hay Messi? Messi đi, M-S-S-S-I. Đó, thì ok. Thì hôm nay mình đã cho bạn ấy lên cái ống khói. Cho tên bạn ấy lên cái ống khói ha. Thì các bạn có thấy đẹp không? Đẹp thì cho mình một like, một share và một lượt subscribe nào các bạn ơi. Thì ok, hôm nay thí nghiệm của chúng ta có tên là dùng súng. Súng này là súng mình tự chế nha, súng tự chế trong game. Bắn. Thì ok, thì cái súng ở đâu nhỉ? Từ nãy giờ không thấy súng ở đâu ta. Thì ok, bây giờ mình sẽ show cho các bạn cái súng ha. Và bùm chiu đó. Các bạn thấy khẩu súng của chúng ta chưa? Rất chi là bá đạo ha. Thì ok, thì như cái tiêu đề thì hôm nay chúng ta sẽ test thử khẩu súng. Súng này chắc là súng lục. Thì ok, các bạn thông cảm cho mình nha. Khẩu súng tuy rằng nó khác, nó khác cái đồng loại của nó, nhìn nó giống như kiểu là chơi Minecraft ấy, thì các bạn thông cảm cho mình ha. Thì ok, đây mình cho bạn Messi xem chữ của bạn ấy nha. Đây, bạn ấy chắc từ nãy giờ tên của bạn ấy ngửi khói chắc đen thui luôn rồi. Nhưng mà không sao, đẹp mà đúng không? Đẹp mà đúng không em Messi? Ok, thì đẹp thì nhớ cho anh like và share cho bạn bè cùng biết đến kênh của anh ha. Thì ok, hôm nay chúng ta sẽ thí nghiệm với khẩu súng này. Thì các bạn thông cảm cho mình nha, mình tạo như vậy để nhằm mục đích để bắn ra được những cái xe to, nên mình phải tạo rộng rộng ra như vậy ha. Nó có hơi hở tí thì đây các bạn có thể là nhầm tưởng đến game Minecraft, game chỉ có hình hộp vuông. Đây, các bạn xem lại này, rất chi là bá đạo và đẹp. Nó súng hơi nghiêng rồi, thì sau đây các bạn nha, mình tạo nó hơi bị lỗi chỗ đấy. Ok, thì cái mục đích của cái video này á, là thí nghiệm khẩu súng này bắn những chiếc xe. Mình sẽ cho những chiếc xe lên đây này và mình bắn nó xem coi khẩu súng này có hoạt động ngon lành không nhá. Thì ok, bắt đầu nè. Bây giờ mình sẽ tạo thêm cho nó một cái như thế này đây. Ồ, đây là chữ Messi vừa nãy mình tạo đây này. Thì đây, bây giờ mình sẽ tạo cho thêm một cái chỗ mà để lấy chớn. À thôi đi, để đây đi nhỉ. Ok, bắt đầu vào chương trình test thử những cái thí nghiệm độc và lại chỉ có trên kênh của Khô Michael ha. Thì ok, đây mình sẽ cho nó cái xe. Bây giờ thử xe hạng nhẹ trước nha. Đây, xe tầm bậy tầm bạ đây đi. Ờ, không lên được. Oh shit, chỗ này vậy mà cũng không lên được. Các bạn chờ mình một lát nhé, để mình tạo cho nó thêm cái chỗ này nữa để cho nó có thể lên được. Đây, rồi chúng ta sẽ test thử cái xe này đầu tiên. Thì hôm nay mình sẽ test chính bản thân mình, và có thể ngày mai mình sẽ test những người khác ha. Thì ok, đây mình phải tạo thêm có súng rồi mà nhỉ. Rồi bây giờ mình test thử nha. Ok, vô map nào. Load hơi lâu. Vâng, và đây chính là cái map của chúng ta. Rồi bây giờ mình sẽ test thử với cái xe đầu tiên. Cái xe này xe bình thường, xe bình dân thôi, ai cũng có thể mua được, nhưng trừ người Việt Nam. Người Việt Nam mình thì chắc khoảng năm 2018 là xe nó sẽ miễn thuế, nó sẽ không có thuế, thì chắc hẳn chúng ta sẽ mua được chiếc như thế này thôi. Ai có xe thì rồi thì có thể là mua thêm chiếc khác mới hơn. Còn riêng mình đã có một chiếc Ford ở nhà rồi thì thôi. Ford ở ngoài đời thật đấy mọi người. Thì thôi, hôm nay mình test thử cái chiếc này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cho vô thử. Rồi ok, thử nào. Oh shit. Mới cú đầu tiên thôi mà. Trời ạ, bị sao rồi. Oh my god, xe đã bị hư luôn rồi, không bay được.
Cho nên chúng test chính bản thân mình thôi. Ôi, vâng, và mình sẽ test lại cho bạn xem một lần nữa nha. Rồi, test lại nè. Các bạn xem video nhớ like, share và đăng ký channel của mình ha. Ok, chúng ta sẽ thử lại lần nữa. Không biết lần này có ok không. Oh my god, rất là khó test đấy. Rồi, xe lại. Oh shit. Không kịp lùi xe lại luôn. Oh my god, cái xe của tôi. Oh, bay được rồi. Oh, chúng cái kêu. Chúng luôn. Vâng, khẩu súng này là súng đồ chơi mọi người ạ. Nên cái tốc độ bay của nó hơi bị chậm. Rất là bá đạo đấy. Thì mục đích của mình tạo ở gần cối xay gió chính là dùng lực đẩy của cối xay gió làm mà giống kiểu là thuốc súng ấy, có thể đẩy ra. Nhưng đây thì mình nghĩ là súng này là súng đồ chơi rồi, nên mình không nói là thuốc súng nữa mà mình sẽ nói là lò xo ha. Ok rồi, chiếc xe này có thể bay được nha. Rồi mình sẽ test thử chiếc khác cho các bạn xem. Giờ chiếc nào đây? Chiếc nào đây ta? Giờ mình sẽ thử chiếc xe super đi. Thuộc dòng super, thuộc dòng siêu xe ấy, mọi người. Test thử xem nào. Đây đây. ETR1. Chiếc này có tên trong game là ETR1. Rồi, thử ha. Thì clip lần sau mình tiếp tục sẽ ra series về súng đồ chơi này tiếp. Thì mọi người nào thích ấy thì nhớ cho mình like đấy. Like nhiệt tình vô, mình mới làm chứ không... Làm mà không có người xem thì làm gì đúng không mọi người? Ok. Rồi, làm nào. Trời ạ, chiếc xe đẹp đẽ của mình. Từ từ, chờ cái này nó đi đã. Ôi, gần bay luôn rồi. Ok, kéo hết cỡ luôn ạ. Ôi, rơi. Vui vãi. Lại nha, lại với chiếc xe này nha. Hôm nay chúng ta chỉ test khẩu súng này thôi. Lần sau thì mình sẽ test thí nghiệm trên người này, với thí nghiệm trên những cái chiếc xe to hơn. Hôm nay mình thí nghiệm trên chính bản thân của mình. Mình sẽ làm con chuột bạch. Vâng, các bạn có thể thấy mình mặc đồ rất giống chuột bạch. Đồ trắng thẹt. Bay không? Rơi vào cái kia không? Rơi luôn. Tuyệt vời thật. Đã đấy. Vâng, thì ở chỗ này chúng ta cũng không nhìn thấy cái chữ Messi xa được. Quên lộn cái gì nhỉ? ANG Messi được ha. Phải đến gần. Đây, mình đến gần cho bạn xem. Tuyệt vời thật. Thì lần sau, clip lần sau mình sẽ chế cái khẩu súng nó đẹp đẽ hơn ha. Ủa, chữ Messi đâu rồi? What the fuck? Messi đâu rồi? Ủa, đã đến gần hết cỡ vậy mà không thấy. À đây, nó đã xuất hiện. Nó rất là ảo diệu và vi diệu luôn á. Đấy, Messi. Đến gần mới thấy được thôi. Đó, ok. Bây giờ chúng ta sẽ thí nghiệm thêm một cái xe nữa. Xe này sẽ to và bá đạo và bự hơn những chiếc vừa rồi. Đấy, trò lên. Rồi, bây giờ xe nào đây ta? À, xe chống đạn là thuộc dòng Oprah đây. Đun, đun đi nha. Đun được đấy. Ok, vô nào. Quá chi là bá đạo. Quá chi là giống chuột bạch. Quá chi là xe khổng lồ. Đó. Ok, lên thử nha. Chiếc này là chiếc có thể stun được đấy mọi người ạ.
nhưng hôm nay mình sẽ không stone mà mình sẽ thí nghiệm nó. Rồi, xuống nha. Ôi, ôi, ôi. Oh my god. Fuck you. Trời ơi, các bạn có thể nhìn thấy chiếc xe của chúng ta móc méo luôn kìa. Xì khói luôn. Kinh vãi. Mình test lại cho bạn xem lại khẩu súng nha. Vừa nãy nó hơi bị lỗi. Nói thật là như vậy, nó hơi bị lỗi. Đó, lần này thử ha. Vâng, các bạn có thích khẩu súng này không? Nếu mà thích thì nhớ cho mình like nhiều vô. Tầm 50 like thôi. Mình chỉ cần 50 like thôi là mình sẽ làm tiếp cái series về súng đồ chơi này tiếp. Nó là một phần nhỏ của series... Oh, cái này hình như nó hơi to rồi. Oh, shit. Thì đây là một nhánh nhỏ của series thí nghiệm nhỏ nhỏ nha mọi người. Thì mọi người nào muốn mà mình viết tên như bạn ANG Messi này thì các bạn cứ liên hệ đến Facebook của mình. Facebook của mình ở dưới phần mô tả. Lưu ý nha, mình chỉ nhận trên Facebook thôi. Còn những bạn comment trên YouTube thì mình không thể nào nhận được ha. Thì YouTube thì đọc comment rất là phức tạp. Nó không như kiểu Facebook, các bạn chỉ cần việc inbox với mình thì mình sẽ làm cho các bạn thôi. Và mình thấy cái series này được rất là nhiều bạn ủng hộ. Có nghĩa là rất nhiều bạn đã inbox với mình và muốn làm mà muốn viết tên bạn ấy lên cái series của mình á. Thì ok. Thì bạn nào mà muốn làm thì cứ việc inbox đến Facebook nha. Nhớ Facebook á. Facebook của mình là facebook.com/ngobaokhoi. Những chữ cái đầu viết hoa hết nha mọi người. Chữ Ngô Bảo Khôi ấy thì viết hoa hết. Ha. Ok. Rồi thì chiếc xe này chúng ta đã bị fail rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ dùng chiếc xe khác. Không còn xe này thì có xe khác. Chúng ta có cả hơn 100 loại xe ở trong đây cơ mà. Không lo về cái ví dụ thiếu xe mà để chơi ha. Rất là nhiều. Rồi bây giờ mình sẽ chơi xe chống đạn nè. Đâu, chiếc xe chống đạn của mình đâu rồi? Ơ, ủa không có trong đây à? Ủa, mình nhớ chiếc xe chống đạn là nó thuộc dòng Oprah mà sao không thấy trong đây vậy? Kiếm những cái dòng khác có. Này không phải. Tu 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 tu. Vâng. Kiếm nào, come on, come on, come on. À đây đây, Kuruma này. Chiếc Kuruma có dép ha. Rồi mình sẽ test thử chiếc Kuruma. Tí nữa mình sẽ kiếm chiếc bọc thép sau ha. Bọc thép chống đạn rất là hiệu quả luôn á. Nhiều bạn phân vân bảo sao anh Khô lại bảo là Kuruma nó yếu hơn chiếc Insurgent. Thì mình nói thật, chiếc Insurgent rất là khỏe. Máy nó rất là trâu. Chiếc Kuruma chỉ chống được đạn thôi, chứ nó không chống được bom như kiểu Insurgent. Còn Insurgent thì chỉ chống được bom nhưng mà lại không có cái chế độ chống đạn. À, trên BS4 là vậy, còn những ông BC thì mình không biết. Các bạn coi clip của mấy ông BC thì mình không biết là làm sao nữa. Nhưng mà, oh shit, lé rồi. Sorry các bạn ha, mình đang nói, mình mải nói quá. Thì nhưng mà trên BS4 ấy, các bạn lưu ý là trên BS4 nó sẽ có cái ATM. Có nghĩa là mình chỉ vô đâu là nó sẽ chỉ vô chính người ấy. Nên vì vậy mình thấy ấy, chiếc Kuruma này thì về khả năng chống đạn thì vẫn hơn chiếc Insurgent. Nhưng mà Insurgent ấy có cái khả năng rất bá đạo, đó là chống bom. Chống 6-7 quả bom luôn á. Không phải ít đâu, nếu mà độ full giáp. Còn chưa độ thì chống max là 3 quả. Rất chi là kinh khủng đúng không mọi người. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ thử với chiếc Kuruma. Akuruma. On vô. Ôi không bay được rồi. Yeah. Rồi đi về luôn. On. Oh oh oh. Wow, tuyệt vời thật. Với cái khẩu súng đồ chơi này thì rất chi là bá đạo luôn á. Series lần sau mình sẽ thí nghiệm trên người. Thí nghiệm trên những bọn mình sẽ tạo ra như cái đợt trước ấy. Mình sẽ tạo, mình sẽ thí nghiệm sau. Còn hôm nay mình sẽ thử xem coi hoạt động của nó như thế nào thôi.
Ok, bây giờ mình sẽ thử xóa đi một cái như thế này, xem coi cái khả năng bay của nó có bé đạo không nha. Đây mình sẽ xóa tới đây thôi, tại vì ở trên mình lỡ đặt cái spawn ở đây này nên mình không thể xóa cái ở trên được. Xóa cái ở trên thì tạo rất là lâu nên mình sẽ không xóa cái ở trên ha. Ok, chiếc tiếp theo nè, để mình kiếm chiếc Insurgent cho các bạn xem thử. Trong dòng này không có rồi, dòng này chắc chắn sẽ không có. Rõ ràng nhớ Insurgent là nó ở dòng Obrad mà sao hôm nay không tìm thấy nữa. Mình kiếm coi. Trong đây cũng không có luôn. À, thử chiếc ban to này thử coi. Chiếc xe mini mình rất thích chiếc này, vì cái khả năng nhỏ bé của nó nhưng mà có võ đấy mọi người ạ. Đó. Ok, test thử nào. Ê chết rồi, quên chưa tắt cái kia đi. Oh shit. Mình quên mất, mình chưa tắt cái kia đi. Chờ mình một lát ha. Rồi, xóa cái này đi. Đó. Chiếc ban to, chiếc mini. Hết chiếc to rồi, giờ đến chiếc mini. Rồi, lên. Thì mình nhớ chiếc Insurgent ở đâu rồi. Mình vừa mới nhớ ra xong. Ok, xong chiếc này mình sẽ thử test chiếc Insurgent cho các bạn xem à. Wow, bay hơi cao. Lên nào. Oh shit, what the fuck, xuyên cái lỗ luôn các bạn ạ. Oh my god. Oh, vừa nãy chính xác là một fan stun rất chi là dị nhân. Mình lại xuyên qua cái lỗ này luôn này các bạn này. Đây này. Không thể tin được, mình xuyên qua cái lỗ đấy luôn. Bà đạo thật á. Ok, bây giờ chúng ta sẽ thử chiếc Insurgent à. Chiếc xe chống đạn bọc thép rất là bà đạo trong cái game này. Nó chống đạn thì chống được trên PC thôi, chứ trên PS4 với Xbox One với những dòng khác thì chống bằng niềm tin. Vì nó có cái ATM, nó giống như kiểu là hack headshot trong đột kích ấy. Đấy, nó giống như vậy. Mình chỉ việc dí đầu nó mình bắn thôi ha. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ test chiếc bọc thép Insurgent. Đấy. Đó, cho nó xuống. Ok, test nào. Wow, xuống nào. Wee. Oh shit. Oh my god, lật rồi. lật rồi, không ra được. Lại. Game mà nó có thể xảy ra bất kỳ cái tình huống nào rất là bựa, và có khi bắn đạn và có khi lại ức chế nữa. Đó, rồi. Xem nhớ đăng ký channel giúp mình ha, để mình đạt được cái mức là 10k sub. Ok, xuống, đó. Oh shit, lại bị nữa. Hình như trước này nó cũng dạng là thùng dòng là cái loại đầu to á. Nên là oh shit, các bạn có thể thấy nó mép, nó méo mó kìa, kinh vãi. Lại lần ba. Xem coi lần này chúng ta có thành công không. Chúng ta có thành công không ha. Đó. Lần thứ ba là chắc chắn 100% là phải bay ra được. Rồi, xuống nào. Wow. Oh shit. Bay hơi thấp nhưng mà cũng được tính là một viên đạn. Đạn này, những cái viên đạn vừa rồi ấy, nó còn nổ được, chứ đạn này thì mình nghĩ nó không nổ được đâu. Vì xe này rất là trâu bò, chỉ bị vỡ cái cửa thôi chứ không xi nhê gì đâu các bạn ạ. Dream the rip luôn, đó. Ok. Giờ mình sẽ thí nghiệm trên một cái thuyền đi. Thí nghiệm thuyền thử ha. Xóa này đi. À mà thuyền không cho lên đây được mọi người ơi.
thuyền là phải dưới sông suối rồi. Vậy bây giờ mình thí nghiệm với cái gì đây? Để mình xem à. Xe tăng đi nhờ. Xe tăng. Đúng rồi, xe tăng. Đó. Rồi, xem coi. Xe tăng 45, xe tăng 455. Lên nào. Xe tăng cũng không bị rơi à. Đấy, các bạn thấy chiếc xe tăng kia. Xe tăng trong đây thì nó màu trắng. Xe tăng ngoài kia thì màu nó giống như kiểu màu của quân đội ấy, nhìn rất đẹp. Ok, chúng ta sẽ test thử. What the fuck? Không thể tin được là cái xe tăng nó không thể nào mà bay được các bạn ơi. Ok, mình nói nhảm tí thì các bạn thông cảm nhá. Lâu lâu mình bị điên mà. Đấy, làm lại nè. Đây nè. Thì các bạn thấy khẩu súng này có đẹp không? Đẹp cho mình like nào. Ok. Không vô được rồi. Cái lỗ này nó quá là nhỏ. Chúng ta thường nói là thứ gì mà nhỏ là không lên cho những cái to mà vô. Nó vô là nó hư hết, nó nát hết, nó chả được cái gì đâu. Đấy, thì ok, chiếc xe tăng này sao mà nó bền vãi. Hình như cái bộ thép của chiếc xe tăng nó còn bền hơn cả cái chiếc Insurgent của chúng ta nữa. Mọi người có thể thấy nó không hề bị sao cả, nó chỉ bị xước thôi. Ok. Bây giờ mình sẽ test thử chiếc khác nha. Bây giờ không chơi test một chiếc nữa, giờ chơi test cả một tập đoàn luôn. Thì các bạn chờ mình một lát, mình sẽ tạo để suy nghĩ coi tạo kiểu gì mà nhét hàng vô được. Rồi ok. Mình nghĩ rất là nhanh. Mình là một siêu nhân nghĩ rất là nhanh. Và bây giờ mình sẽ như thế này đây. Đó, mình sẽ cho các cái khoảng 3 cái. Mình sẽ lưu 3 cái này lại. Hai rồi đúng không? 3. Rồi ok. Thì các bạn chờ mình một lát đi, các bạn sẽ hiểu ngay thôi. Cái vấn đề rất là đơn giản luôn. Giờ mình sẽ làm một cái băng đạn cho nó. Đó, đẹp chưa? Đó, nhét là nhét hẳn bằng đấy trước vô luôn. Rồi. Giờ cho xe thôi. Đó, nhét xe lên và tận hưởng cái cảm giác được làm siêu nhân. Đó, mình sẽ nhét đây. Như thế này. Rồi, ok. Thì ở cái bậc đầu tiên mình sẽ nhét con. Để mình xem coi con nào nó. Đây, xe quân đội này đi. Bậc đầu tiên là bậc này đúng không? Xe quân đội này. Bậc thứ hai mình sẽ nhét đây, chiếc bít kẹt của chúng ta ha. Đó, và bậc thứ ba mình sẽ nhét chiếc đây xe lu. Đó. Ok. Nè, đẹp đấy. Rất chi là bá đạo rồi. Giờ lôi mấy này ra nữa. Có map để chơi các bạn ạ. À. Ok, thử nào. Yeah. Xem coi nó có bị lỗi gì không. Chiếc kia nó tự lăn xuống đâu rồi kìa. Tuyệt vời đấy. Vâng. Sao nó không lăn nữa vậy. Chiếc đấy bị lỗi rồi. Xuống nào. Vãi. La. Vãi chít nữa vô mình luôn. Chiếc này đang lăn rồi. Mình phải nhảy xuống đấy, mình phải tự tay mình test rồi.
Oh shit. Tự tay test mới được rồi. Rồi ok, xuống nào. Wow. Kinh nhờ, lên đây luôn các bạn ạ. Vâng, hình như cái cầu xe gió này nó có sức ép ngàn cân, phải rất là kinh khủng ha. Oh shit. Trời ơi, cái múc mà nó còn móp được nữa các bạn ạ. Trời ạ. Không bay rồi, chiếc xe này nó quá là nặng nên cái lực bay nó đã bị ma sát hết rồi. Gần như là không bay được luôn. Trời ạ, xe này sao nó nhìn nó rất nhẹ nhàng vậy ta. Trời ơi các bạn nhìn cái múc của mình kìa. Trời ơi nó móc kinh khủng luôn á. Có mấy cái máy cày. Máy cày lật luôn. Lật úp luôn kìa các bạn kìa. Có cái xe thằng này này. Mày tính lên à, ai cho lên. Đấy, chứ mấy cây của chúng ta như kiểu một con rùa mà bị lật úp lên á. Rồi bây giờ mình sẽ test thử chiếc máy kèm này coi có bị múc nổi nha. Lên được không? Bị kẹt nặng quá rồi. Shit, nặng quá. Không lên nổi. Đùn thì vẫn đủ nổ được nhưng mà không nhấc bổng lên được. Nặng vãi. Shit. Ok. Thì thôi, dừng cái clip lại tại đây thôi à. Thì nếu mà bạn nào thích video của mình nhớ cho mình một like, một share và một lượt đăng ký. Và nếu mà có thể thì các bạn click vô cái quảng cáo, nó sẽ hiện lên ở cái phút thứ 5, 10, 15, 20, 25, 30 vân vân và vân vân á. Thì cái điều đó sẽ giúp cái kênh của mình phát triển rất là nhiều luôn các bạn. Thì ok, mình chỉ nói vậy thôi ha. Vì sao các bạn đăng ký channel của mình và like, share nhiệt tình vô là được rồi. Còn cái dụ quảng cáo thì không cần thiết đâu mọi người ạ. Thì ok, hôm nay chúng ta đã làm được cái chữ ANG. Messi. You. Messi. Thì bạn nào muốn làm chữ này thì cứ việc inbox Facebook của mình ha. Thì tại vì Facebook của mình thì nhận inbox sẽ dễ dàng hơn là YouTube. YouTube thì một ngày trung bình mình phải có cả hơn 200 lượt comment. Vậy nên mình không thể nào bảo là kịp và nhớ kịp đâu. Còn trên Facebook ấy thì nó cũng vậy thôi, nó cũng 200 lượt nhưng mà ví dụ mà bạn đã yêu cầu mình làm chữ rồi ấy, mà một tuần mình chưa làm ấy, thì bạn inbox lại thì mình sẽ làm cho luôn ha. Thì ok, thì mình chỉ nói vậy thôi. Thì cảm ơn các bạn đã xem clip của mình. Chào tất cả các bạn ha. Bye bye. Hẹn gặp lại bát 2 về khẩu súng đồ chơi này nha mọi người. Hẹn gặp bát 2 ha. Hẹn mọi người bắt hai đấy, nhớ coi và theo dõi trên kênh Khô Michael, chỉ có tại kênh Khô Michael thôi à. Độc nhất vô nhị đấy, không có kênh nào có khẩu súng đồ chơi như mình như vậy đâu. Ha. Ok, bye bye. Chào tất cả mọi người.